Thì bánh này thì bánh chín nè. Máy kia bánh 8 rồi. Máy kia bánh 8 nhanh hơn máy này nữa. Máy kia à? Ừ. Thì cũng mới chạy ra thấy đồng anh em ơi nè. Cái này thì bánh lớn, bánh chín. Máy này chạy tốc độ ghê lắm ạ. Sao không bu ly nhỏ xuống một chút nữa? Bu ly tắt. Đồng trên này chạy không nổi đâu. Dạ. Yeah. Quay đâu không nổi đâu. Đồng trên này đất chứ khô quay đâu lắm. Sửa chuẩn bị để ra đồng nè em ạ. 70 mà lên dàn chân bánh chín nha nè. Chạy đất cát trên núi nè, bánh phôn nó sáng giới. Cát nó mau hư dàn chân lắm anh em ạ. Bơm thì cũng bơm 70 luôn. Mấy con răng con cát nó mòn là sáng dữ dằn không. Ôi, cái 70 mang bánh chín nha anh em, chạy như ngựa sải. Hôm qua mấy cái bờ núi cao dữ lắm anh em ạ. Rồi bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đánh kinh dũng miền Tây của mình nha. Máy này thì Kubota DC70 mang lên đời bánh chín anh em ơi. 70 chập. Không có 10 ha. Cái lúa này thì lúa này nhen nha anh em ơi. Lúa này cao vàng dữ lắm. Kubota 70 chập. Hiện tại đang phượt lúa này nhen. Lúa này cao quá cao anh em ơi, nó cao cũng như hơn lúa Nhật luôn. Chạy nghe rẹt rẹt lúc cái máy luôn. Đang phượt ở dưới gần chân núi anh em ơi. Cây này thì chạy tốc độ thì bao phê anh em. Bánh chín bu ly tắc tắc lẻ 5 nguyên cặp bánh chín nghe anh em. Trời quỷ diệt tốc độ. Cái này thì lấy gươm về cho bò ăn anh em ơi. Gươm này luôn nghe ăn thơm lắm. Cây lúa cao muốn nở cây máy luôn anh em ơi. Mà coi phật tốc độ nè, lúa này nó dày dữ lắm vậy. Lúa nhẹ này không biết giá bán nhiều ký anh em ơi, chứ lúa 504 OM18 thì mình biết. Đây lúa này thì lúa này nhen nè anh em. Hạt nó dài hết hồng luôn. Cao dài vậy đó. Lúa này năng suất thì nó không có nhiều nhưng mà giá nó rất cao anh em ơi. Cắt ở đây thì ở giữa đồi núi luôn. Xung quanh là núi không à. Chạy quỷ diệt tốc độ. Lúa dày mà chạy cỡ này. Dày mà cao nữa anh em ơi. Sấn vô quay quá lẹ.
cao như nửa cái máy. Coi sao gà bơi nè anh em. Khủng khiếp không? Qua cua làm như nó hơi hó bơ mà anh em à. Quá mức. Rồi hết mọc cu rồi anh em ơi. Đang qua cái bờ. Quá là căng kìa. Bá à, bá à. Bá lượt, bá lượt. Quá trời lẹ cái máy này. Cắt lúa này ngang thì ở đây thì gần ở chân núi anh em ơi. Cây 70 này thì mang bánh chín bu li tắc lẻ 5 nha anh em. Máy này máy tốc độ, máy này máy binh anh em ạ. Đây bánh chín nè, nó thồng cao ha. Hỏi cả người hứng luôn. Cắt khỏi càng hứng. Hàm này thì hàm green anh em ơi, chứ không phải hàm 95. Hàm 2m2. Cái bông cái sa bừ nó nạo nghe sọt. Tại đi quá lẹ. Bảy mươi blood lúa làng nhang này chắc mười mấy ngàn ký quá anh em ơi.
Lúa OE18 thì 9.000 mấy, gần 10.000 à. Lúa này chắc mười mấy ngàn lúa này. Ở đây đất khuôn gọn gọn, cái máy này mà đất lô máy này chạy cũng dữ lắm nghe nè, máy này cũng 40-50 công, 50 công ngày nó chạy lẹ, nội quay đầu không hết mất, mất hết thời gian. À mà giống ngàm 93 quá, 93 thì nó 2m3. Đấu hàm 95 vô chạy nó mới đã. Chạy các lúa thứ gì chưa nói, hàm 95. Ở đây khuôn nhỏ nhỏ không à, không có khuôn lớn cái này mà. Cắt ở đất núi thì đâu có cùng lên. Rồi một khuôn. Khuôn nữa là hai khuôn.